khai mạc cuộc thi tài năng trẻ biên đạo múa toàn quốc 2019. Sau vòng sơ khảo, Hội đồng nghệ thuật đã lựa chọn ra 12 thí sinh đến từ 9 đơn vị nghệ thuật công lập, 4 trường nghệ thuật chuyên ngành và duy nhất một đơn vị ngoài công lập, để bước vào vòng chung kết. Đây là lần thứ 3 cuộc thi được tổ chức sau thành công của hai kỳ thi trước vào năm 2013 và 2016. Tại lễ khai mạc, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quang Vinh, quyền cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn đã phát biểu, cuộc thi là dịp để các biên đạo trẻ có cơ hội giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao thẩm mỹ cá nhân trong sáng tác đối với nghệ thuật múa, đồng thời là cơ hội để mỗi biên đạo được thể hiện những đam mê cháy bỏng được trau dồi, ấp ủ, hun đúc từ tư duy đến hành động, từ những niềm vui, nỗi buồn, từ những nụ cười và cả sự trăn trở để tạo ra những công trình, những tác phẩm múa có chất lượng, có giá trị thực tiễn phục vụ đời sống tinh thần chung cho xã hội và đóng góp cho sự phát triển của nghệ thuật múa Việt Nam. Ông cũng bày tỏ mong muốn thông qua cuộc thi, có thể giúp các nhà quản lý đánh giá thực trạng về lực lượng biên đạo múa hiện nay để có cái nhìn đầy đủ hơn, từ đó đưa ra những giải pháp thiết thực hơn trong đào tạo, đầu tư, phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, để tạo ra những công trình nghệ thuật có chất lượng nghệ thuật cao đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng và xây dựng định hướng cho sự phát triển chung của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam hiện nay và tương lai. Hội đồng giám khảo vòng chung kết gồm 5 thành viên, có trình độ và uy tín trên cả nước về lĩnh vực ngành, nghệ sĩ nhân dân Lê Ngọc Cường, chủ tịch hội đồng giám khảo và các ủy viên, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hữu Từ, nghệ sĩ nhân dân Lữ Kiều Lê, nghệ sĩ ưu tú Trần Ly Ly và nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Anh. Ngay sau lễ khai mạc, những tác phẩm ở lượt thi đầu tiên của các thí sinh đã được trình diễn trên sân khấu Đồng Nát, Tạ Xuân Chiến, Học viện Múa Việt Nam, Dệt Sợi Tình Đỗ Duy Đức, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Đoàn Văn công Quân khu 3, Khúc Nguyệt Cầm Phạm Đắc Hải, Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn, Phận Lục Bình Hà Thanh Hậu, Trường Trung cấp múa TPSCM, những mối quan hệ Nguyễn Vũ Khánh, Công ty TNSS Unison Hà Nội, Mộ đêm Phan Vũ Lợi, Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San, Gia Lai, Chiếu đời Nguyễn Phương Linh, Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, Người cùng khổ Tống Mai Len, Học viện Múa Việt Nam, Đường cày trên nương Hoàng Thị Nguyệt, Nhà hát ca múa nhạc tỉnh Sơn La, Nhân sinh Nguyễn Thành Phát, Đoàn Văn công Quân khu 7, Mạch sống Phạm Minh Tuấn, Trường Trung cấp múa TPSCM, Cội già Nguyễn Hải Trường, Học viện Múa Việt Nam. Lượt thi thứ 2 sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 15 tháng 7 cũng tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ với các tác phẩm Giấc ngủ chưa lành của Tạ Xuân Chiến, Giờ tăng gia của Đỗ Duy Đức, Nét quê của Phạm Đắc Hải, Rào rậu của Hà Thanh Hậu, Kiếp sau của Nguyễn Vũ Khánh, Khát của Phan Vũ Lợi, Gánh của Nguyễn Phương Linh, Vì đó là mẹ của Tống Mai Len, Khèn ngược của Hoàng Thị Nguyệt, Lột xác của Nguyễn Thành Phát, Khát của Phạm Minh Tuấn, Côn Đảo, Ngày trở về của Nguyễn Hải Trường. Cơ cấu giải thưởng gồm 01 giải nhất có giá trị tương đương huy chương vàng, 02 giải nhì có giá trị tương đương huy chương bạc, 03 giải ba và 04 giải khuyến khích, 01 giải thưởng cho diễn viên múa xuất sắc và 01 giải thưởng cho nhạc sĩ xuất sắc. Đêm bế mạc và trao giải sẽ diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ vào 20 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2019. Nguyễn Hằng, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.